đi bên ngoài thì quá quá trình hai cháu đòi và đợi tìm hiểu với nhau thì được sự chấp nhận của họ gặp nhà gái đồng thời là cùng nhân viên ngay em thành thằng tốt của viện châu thu thì bên phía nhà cái nhé cũng có chấm dề chúng ta đến là chín là họ nhà gái là chấp nhận với cái lệ của hai cháu chúng ta cho phép hai cháu được thành hôn thì cũng có lệ mong là các chú các bác các cô các chị bên họ nhà gái chấp nhận với cái lệ vừa là xin hỏi nhưng cũng vừa là cái lệ xin cưới của hai cháu cùng kính là họ nhà gái chấp nhận. Xin thưa hội nhà nông, đây cảnh thưa bà con bên ngoài, cái quá trình hai cháu tức là từ huyện đến bà cháu để xây dựng gia đình hạnh phúc trong năm được sự nhất trí của hai gia đình, thế như thế hôm rồi nên làm cái lễ đi hỏi gia đình tháng để làm cái lễ đi hỏi thì nhà nước xin chấp dần và dần lễ để đặt chúng bà. Còn sau đó tất là dân được cùng kết hợp cái ngày gia nam đi hỏi tổ chức cái việc thân mật để hai gia đình chúng ta cùng bà con người ngoài chúng vui thì xin bà con cả đây cả các cùng thành tổ để chấp phần ngân hàng thì bắt coi để tôi xin nhận cả hai cái đi bao nhiêu cũng nhận một thông viên năm thông viên tôi nhận hết nhưng mà tôi xin nhận cái cao trâu con cái này á tặng vô trong cái tặng là cho hai con ba tặng là hai con được chưa rồi con cái này thì gia đình tôi có một cái món quà tặng cho hai con. Nếu gia đình mà có người thì cũng là chúng vui. Thế bây giờ xin mời bên đây. Nếu có quà tặng thì tặng cho con như thế này, năm mừng như thế này. Con mới cặp phải là thường nhiên. Con đấy thì cái điều này là ở đây. Con cái của con trong con này. Cuộc đời vẫn bên nhau.
như cao với chầu.
chiều vàng thu dài, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Trở về với những ngày vinh quang hạnh phúc, trở về với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Mong muốn từ giây phút này, các bạn sẽ mang đến cho nhau thứ tình cảm ngọt ngào và tạo hóa đã dạy rằng đó là tình yêu, là tình cảm yêu thương mà thời gian qua đôi bạn đã mang đến, đã trải qua với những khó khăn nhất của cuộc đời mình. Hôm nay này, sự chứng kiến tất toàn thể quý vị là niềm động lực lớn lao để tôi nương sẽ cùng trải qua những ngày tháng nước của cuộc đời, trao cho nhau tình yêu ngọt ngào hạnh phúc. Hold me now, touch me now. Giờ xin mời chú rể cô dâu cùng tiến lên với trung tâm sự hiện diện cũng như đại diện khuôn viên Hội Nhà Trai có ông Nguyễn Văn Nghệ và bà Nguyễn Thị Thư về từ số nhà 12 đường Hoàng Xuân Hãn, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Song thân phụ mẫu của chú rể Nguyễn Đoài đã trở về. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng ạ. Hôm nay này vững bước bên nhau với một mái ấm gia đình riêng. Với sự hiện diện của đại gia đình cũng như chú rể cô dâu, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng ạ. Và còn gì hạnh phúc tuyệt vời hơn khi hôm nay đây toàn thể quý vị đang trở về đông đủ để cùng với đôi nương, với gia đình mang đến một không gian lộng lẫy của tình yêu. Và giây phút này cũng xin được tỏ lòng biết ơn với những lời cảm thông sẽ là những lời bộc bạch của vị đại diện gia đình gửi đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng quý mời vị đại diện gia đình. Kính thưa bà con đường ngõ hai bên, kính thưa bà con thôn xóm cùng bạn bè thân hữu thân xa thân mến, quá trình hai con tự nguyện đến với nhau để tìm hiểu xây dựng gia đình hạnh phúc trong năm được sự nhất trí của hai gia đình, đồng thời chính quyền địa phương cùng chứng nhận trai chưa vợ, gái chưa chồng là hợp pháp theo luật hôn nhân. Vậy hôm gia đình chúng tôi tổ chức một tiệc rượu thân mật để cho con là chồng. Trước hết, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của bà con nội ngoại hai bên cùng bạn bè thân hữu gần xa đã bỏ chút ít thời giờ để đến dự tiệc thân mật của gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin hỗ trợ trong pháo tay. Vâng thưa toàn thể quý vị, thật còn càng hạnh phúc và càng tuyệt vời hơn khi hôm nay đây chúng ta đang chứng kiến trên sân khấu đôi nương đang dịu tay nhau, nụ cười rạng rỡ đang nở trên khuôn mặt của hai bên gia đình. Giây phút này xin mời đôi nương sẽ tiến về phía trước một bước, thực hiện nghi lễ tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, trao nhau chiếc vòng tròn yêu thương thắt chặt tình nghĩa vợ chồng. Xin được trân trọng kính mời. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau thì chẳng quản gian nan, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Chính vì tình cảm, cũng chính vì lời dạy yêu thương đó mà đôi nương của chúng tôi đã không quản không gian cách trở địa lý, từ hai mảnh đất thân thương Bố Trạch, Quảng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An đã tìm đến bên nhau với niềm tin đích thực, tình yêu trong cuộc sống. Đến giây phút này chúng ta đang chứng kiến nghi lễ trao nhẫn yêu thương bên nhau. Có châu cũng không thể thiếu câu, để mỗi em thắm cho lòng anh say. Cùng với chương trình xin mời đôi nương chào. Thưa toàn thể quý vị, lúc này đây đôi nương sẽ cùng chung tay với những điều ngọt ngào hạnh phúc. Chai rượu đầu tiên sẽ được rót ra với niềm vui, niềm tự hào trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Đó là điều đặc biệt nhất khi mà đôi bạn sẽ cùng rót đầy với dòng chảy yêu thương để từ tình yêu của đôi bạn sẽ bước sang một trang mới, một trang mà nơi đó đã lên nghĩa vợ chồng, nơi đó đã không còn với những khó khăn chông gai, không còn với những lúc giận hờn vu vơ,
mà đó là những gì đặc biệt nhất của cuộc đời chúng ta sẽ mang đến cho nhau với danh nghĩa vợ chồng. Trang trưởng yêu thương tiếp theo xin mời đôi nương cùng rót một nửa vào tháp ly và nửa còn lại với những ly rượu mà chúng tôi đã chuẩn bị để là tình cảm mang đến cho hai bên xác định. Thứ hai, đôi nương đã rót vào tháp ly nửa đầu tiên và nửa còn lại với những ly rượu mà chúng tôi đã chuẩn bị, mong muốn sẽ là tình cảm thiêng liêng để chú rể cô dâu dành đến cho hai bên gia đình. Thật tuyệt vời hạnh phúc khi hôm nay đây chứng kiến đôi nương đã khôn lớn trưởng thành để có mái ấm gia đình riêng. Hai bên gia đình chúng tôi cũng vinh dự tuyệt vời hơn khi hôm nay đây kết tình nghĩa thông xa. Bây giờ xin mời đôi nương cùng đón nhận những ly rượu trở về với hai bên gia đình lớn trưởng thành, cũng như những anh chị em sẽ đón nhận tình cảm của hai con, hai em. Vòng tay yêu thương, uống ly rượu, ra môi hẹn thề, từ nay sẽ nên duyên vợ chồng. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng chạm cốc để thắt chặt tình thông gia. Từ nay hai quê hương của chúng ta sẽ nên duyên đại gia đình, vợ chồng, thông gia. Xin quý vị một tràng vỗ tay nồng tình cảm ngọt ngào. Hôm nay đây, những người làm chương trình cũng vinh dự đồng hành với đôi nương. Đầu tiên chúng tôi xin được chào đón những tình cảm là những phần quà. Xin được cảm ơn Mihuda, một đại diện nhà hàng cũng đã đồng hành cùng với đội. Về phía sân khấu, với một dàn ánh sáng trang chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến những giai điệu thật ngọt ngào yêu thương. Xin mời. Hãy tự nhiên thưởng thức những món ẩm thực, trở về với những làn điệu này nhịp nữa để cùng giao lưu âm nhạc. Con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy nhẫn vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng về bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu máu rời xa bến nơi, cho những chuyến hàng đi dừng xây đất nơi. Đã mang bao tấn công như dũng sĩ biển đông phải chắc chân đồng. Kề sau cho những chuyến hàng đi dừng xây. Có sông Lam núi Thủy ngược xuôi sớm chiều. Thành vì nơi quê ta yêu quý biết bao nhiêu. Trong làng đồ nhịp bùa trường thi, từ những năm xưa nay còn vang rồi trên nền đầu trống mỹ thành vi. Xin giới thiệu với chúng ta một câu. Bây giờ tôi sẽ hát bài là tiếng đàn ta lư nhạc của Lê Quý Dung. Đồ đồng chí sang đi như thế này. Một hai ba với năm sau ngàn tên
không quên các anh em ơi. Cô dâu, xin mời anh Hậu sẽ trở về với sân khấu để giao lưu và cũng như mang đến những tình cảm ngọt ngào. Xin được trân trọng chào đón phần trình bày của anh Hậu ạ. Giờ đó
sơn tây bên nắng đốt bên mưa quay em giang tay em về tay chẳng thế nào mà chúa tan mây chẳng thế nào mà che mây cứ rụt rời nhớ mấy chân mãi ngờ dù phải thước mấy đàn thò xa nghiêng đường đông mà che mưa nghiêng giường tay mà bóng hoa giờ trời xanh em ơi mò xanh qua và em nghiêng ơi mới về phương ngày vui của hai cháu hôm nay thì chúng tôi cũng xin là chân thành cảm ơn là sự nhiệt tình của các chú các bác các cô các chị trong họ, đồng thời cũng xin cảm ơn là ban tổ chức sự kiện đã là dành thời gian cho hai cháu rất là ngày vui trong cái ngày trọng đại này, thì cũng không có gì hơn là cũng xin chân thành cảm ơn là cả quý ông quý bà cùng là toàn thể huân trường đã tới dự cái ngày vui của hai cháu, xin chân thành cảm ơn. À, xin cảm ơn phần đi mấy. Tuổi thanh xuân chúng ta là chiến sĩ, xá dọc trường sơn đến đường đánh Mỹ, nguyện một lòng bảo vệ quê hương, ra đi không tiếc máu tiếc xương, ba lô con cóc vẫn chiến trường ra trận, cuộc đời vẫn đẹp sau, ra về bỏ lại một vết thương nhưng vẫn chiến trường như cũ. Xin hết.
với đàn ở đâu. Tình tình chiến thắng gieo ca, thân về non nước bao la, mầm trong ta đường giữa đời. Tại anh đứng còn đẹp, em che còn đó, anh nâng mầm trồi, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng cho em ơi. Xây đẹp mộng ước tương lai, em mới vươn lên một tiếng đàn. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng cho em ơi. Xây đẹp mộng ước tương lai, em mới vươn lên một tiếng đàn. Yêu anh, mình nói anh thật, cả xóm đường mình gặp nhau về. Thương nhau tình tắm mới là liên hoan. Nghe câu hà văn anh đi tìm, đi tìm anh. Câu hà văn lý tưởng nhau. Anh mang vườn về em lại trong lòng nhớ. Anh lên rừng quê em lại đến nước châu. Anh đi tìm em, em ở nơi. Anh xuống trong sâu em lại lên ruộng cả. Anh đi tìm ta, đợi ta như ông tìm hoa. Hoa nở vườn đâu, để lòng anh nhớ thương em như thế. Ôi cô gái Quảng Bình, một mùa đông cháy không qua em lại qua. Dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài.
biến rất hạnh phúc trong tôi yêu. Đêm nay em xin biểu hết cõi dân đồng em cho người yêu và cho luôn trái tim này. À ha, đêm nay em muốn quen một nụ hôn trước tiên. À nụ hôn. À ha, đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời. Em xinh em tươi em vui